Nói về cái chu kỳ sinh sản của chó cái Rottweiler hay là con giống chó khác thì ở cái video này Gervy sẽ chia sẻ với các bạn về cái chọn ngày phối giống cho chó cái. Thì rất nhiều người nuôi chó nhưng mà lại không biết là cái ngày phối giống là ở ngày thứ mấy thì là tốt nhất. Như chúng ta đã biết là cái con chó cái khi mà nó đến cái thời kỳ lên giống thì nó ra máu gọi là kinh. Với các cái giống chó ta thì thường là con chó nó tự đi tìm con đực, và cái cơ chế tự nhiên của con chó là nó sẽ biết là ngày nào là ngày phối giống. Trong thực tế thì thường là chúng ta chỉ nuôi một con cái, thành ra là cái việc mà phối giống tự nhiên của con chó nó sẽ bị hạn chế. Thông thường từ cái ngày đầu tiên mà chúng ta phát hiện ra con chó cái nó ra kinh chảy máu ấy, thì cái ngày phối giống tốt nhất thường là nó rơi vào ngày thứ 10 cho đến ngày thứ 12, tính từ ngày bắt đầu ra máu mà chúng ta phát hiện ra. Đây là với những cái con cái có cái chu kỳ sinh sản hoàn toàn bình thường, và với cái điều kiện là chúng ta đã xác định được cái chính xác cái ngày đầu tiên mà con chó nó ra kinh. Thì có một cái cách mà chúng ta có thể áp dụng với những cái con chó mà có cái nội tiết bình thường để xác định ngày phối. Khi mà nhà chúng ta không nuôi chó đực thì chúng ta có thể dắt con chó cái của chúng ta ra những cái khu vực nào hay là sang những cái nhà nào mà có con chó đực. Con chó đực nhỏ hay con chó đực to nó không quan trọng. Cái quan trọng là ở trong bản thân một con chó đực cũng là con chó đực bình thường, về hormone, về giới tính thì nó sẽ có một cái cơ chế để nó con đực nó xác định được là cái ngày nào là cái ngày phối giống. Khi ấy vào cái ngày phối giống thì con đực đó sẽ bám riết con cái. Chúng ta lựa chọn con chó đực để mà dùng cái con chó đực cái kiểm tra cái ngày phối giống của con chó cái thì chúng ta nên lựa chọn những cái con chó đực khỏe mạnh và không phải là những cái con chó đực quá non. Ngựa non thì háu đá, những cái con chó đực nó còn quá trẻ thì nó cũng không có xác định chính xác được cái ngày rụng trứng của con cái được. Nó bám con cái bất kể, có khi là chưa đến, chả có dính dáng gì đến cái phối giống cả, nó cũng bám theo con cái. Hoặc là những cái con chó đực mà cái giới tính của nó bất thường, cái hormone của nó có cái bất thường thì chẳng cần biết là cái con chó cái là cái con đang ở cái thời kỳ lên giống hay không, nó cũng bám riết. Thì cái này chúng ta phải lưu ý chọn cái con đực bình thường. Bản thân các con chó cái ở cái thời kỳ phối giống nó cũng sẽ chủ động, nó gần con đực. Trong thực tế thì khi mà các con cái nó đã từng sinh sản rồi thì các con cái nó thường chịu đực sớm hơn cái ngày rụng trứng, tức là cái ngày phối giống tốt nhất. Các bạn sẽ gặp nhiều cái tình huống là con đực nó quay đi, nó không quan tâm đến con cái, nhưng mà con cái lại chủ động mà gần gũi với lại con đực, là bởi vì nó rơi vào cái trường hợp đấy là trường hợp những con cái nó đã sinh sản rồi. Có thể là trong cái cơ thể của nó có thay đổi một chút so với để những cái con cái mà chưa sinh sản. Những con cái chưa sinh sản thì có thể đến ngày phối giống nó có gần gũi với con đực, nhưng mà khi con đực mà chuẩn bị phối thì con cái nó vẫn chạy, bởi vì nó chưa biết, nó sợ. Thì các bạn lưu ý nhé, thông thường các con cái sẽ phối giống tốt nhất ở ngày kinh thứ 10 cho đến là thứ 12. Rất nhiều cái trường hợp những con cái hormone nó đặc biệt thì có thể có những con cái nó phối sớm ở ngày thứ 6, thứ 7, thứ 8
hoặc là có những cái con nó cái ngày phối giống, ngày rụng trứng của nó rất là muộn, ngày thứ 15, 16 hay thậm chí 18, 20. Cái này thì nếu mà theo cái bắt nước thông thường thì chúng ta sẽ không thể xác định được chính xác cái ngày phối giống của những cái con chó cái này. Nhưng mà may mắn là ở Việt Nam hiện tại nó cũng đã có cái những cái máy móc để có thể kiểm tra cái hàm lượng hormone ở trong thông qua kiểm tra máu của con chó cái để xác định chính xác cái ngày rụng trứng của con chó cái. Thì với những cái con chó cái mà có thể một lần hoặc là hai lần lấy giống mà nó không đậu thì chúng ta nên sử dụng cái biện pháp này, biện pháp kiểm tra hormone. Cái kiểm tra hormone này thì ở thú y Việt Đức có, Việt Đức Pet đấy, các bạn cứ tìm là nó sẽ ra. Với cái trường hợp mà chúng ta chỉ nuôi một con chó cái thì cái việc phối giống kể cả với những cái con cái mà có cái hormone bình thường, chúng ta cũng nên sử dụng cái các cái biện pháp công nghệ test hormone của thú y Việt Đức đấy. Bởi vì cái việc mà test hormone nó sẽ giúp chúng ta đỡ rất nhiều công, có thể là chúng ta sẽ không phải di chuyển con chó quá sớm hoặc là quá muộn, sợ nó mất nước, nó quá nước hay là nó chưa đến nước, nó gây ra những cái việc khó khăn ở trong cái việc di chuyển. Khi mà chúng ta kiểm tra như thế thì chúng ta có thể xác định được chính xác là ngày nào sẽ là ngày phối giống, chúng ta sẽ đưa con cái đến chỗ con đực để chúng ta lấy giống. Sau đấy thì có thể là phối giống một lần là cũng đã đủ rồi, nếu chúng ta mà phối giống đúng ngày. Sau khi phối giống xong, chúng ta có thể đưa con cái về luôn. Thường thường là cái việc phối giống sẽ được thực hiện hai lần, bởi vì là đấy là theo cái kinh nghiệm bắt nước, không biết chính xác là nó rơi vào ngày nào là ngày rụng trứng, cho nên là thường ngày xưa người ta sẽ phối hai lần, phối giống hai lần. Nhưng mà với cái việc kiểm tra cái hormone của con cái để xác định chính xác ngày rụng trứng thì cái việc ấy nó không cần thiết nữa. Chúng ta chỉ cần phối giống một lần là đủ rồi. Thì cái việc xác định chính xác ngày phối giống nó sẽ rất là hữu ích với lại các cái giống chó lớn, khi mà cái việc phối giống nó rất là khó để hoàn thành, hoặc là với những cái con chó mà nó rất là gần gũi với chúng ta không muốn xa nó một cái ngày nào cả, thì chúng ta có thể đưa đến phối xong chờ rồi chúng ta mang con chó về luôn. Và cái việc phối giống chính xác ngày một lần này nó cũng sẽ rất là tốt cho con cái, ở cái việc là con cái nó sẽ không phải ở lại cái chỗ ở của con đực. Trong cái trường hợp chúng ta ở xa thì con cái nó sẽ không bị cái lạ, khi mà một cái môi trường mới nó không bị xì chét. Trong cái trường hợp mà con cái nó phải ở lại cái chỗ của con đực, người lạ, chó lạ, môi trường lạ thì con cái nó dễ bị xì chét. Cái việc xì chét này nó hoàn toàn nó không tốt cho cái sức khỏe của con cái cũng như cái việc thụ thai. Trên đây là những cái chia sẻ của trại chó Rockefeller Gervie về cái việc chọn ngày phối giống cho con cái. Thì các bạn lưu ý nhé, thông thường các con cái thông thường, tất cả các giống chó chứ không riêng gì giống Rockefeller, thì cái việc phối giống nó thường là sẽ diễn ra vào ngày thứ 10 đến ngày thứ 12, tính từ ngày đầu tiên con cái nó ra máu. Còn cũng lưu ý thêm là hiện tại ở Việt Nam nó đã có cái công nghệ để xác định được chính xác ngày rụng trứng, thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên YouTube hay là ở trên Facebook, Google, chỗ nào cũng có thể tìm được. Các bạn có thể tìm kiếm cái dịch vụ thú y Việt Đức, Việt Đức Pet, hay là tìm kiếm test hormone cho chó thì nó sẽ ra các cái thông tin để mà chúng ta có thể alo, chúng ta gọi, người ta sẽ chỉ cần đến lấy máu của con cái thôi và về người ta kiểm tra, người ta sẽ báo lại cho các bạn cái ngày nào là ngày phối giống chính xác. Ở trại chó Gervie thì tất cả các cái ca phối giống con cái đều được kiểm tra
cái ngày phối giống chính xác để phối giống. Còn khi mà phối giống dịch vụ thì tùy theo cái yêu cầu của chủ cho cái mà có thể tiến hành phối giống một lần hoặc là phối giống hai lần. Trại chó Gerby là có sở hữu 4 con chó đực có thể phối giống các bạn nhé: Bruno, Marvin, Teddy, Loki. Thì các bạn mà có chó cái mà yêu thích các con chó đực giống của trại thì cũng có thể liên hệ với này trại Gerby qua số điện thoại 098 111 5000. Các bạn mà yêu thích giống chó Rottweiler thì cũng có thể kết bạn Zalo với trại qua cái số điện thoại trên để xem các cái ảnh hay là các cái thông tin chia sẻ hay là giao lưu về chó Rottweiler và các cái giống chó khác. Thông tin hữu ích thì các bạn like và share ủng hộ kênh chạy chó Rottweiler Gerby các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Thank you.